đầu tiên, người đàn bà mãi mãi không bao giờ phản bội. Ngay cả khi con ngủ dậy còn mãi với con lời ru ngày xưa ấy, còn mãi với con vòng tay mẹ ôi yêu. Mẹ là người đầu tiên, người đàn bà mãi mãi không bao giờ phản bội. Ngay cả khi con ngủ dậy một đời, còn mãi với con lời ru ngày xưa ấy, còn mãi với con vòng tay mẹ âu yếm. Để từng chiều lại ghé lòng con cao thương nhớ, còn mãi với con lời ru ngày xưa ấy, còn mãi với con vòng tay mẹ âu yếm. Để từng chiều lại nghe lòng con cao thương nhớ, con gọi thầm tìm về chốn cũ. Bây giờ mẹ đã khuất xa, chỉ còn lại trong giấc mơ. Để từng chiều lại nghe lòng con cao thương nhớ, con gọi thầm mẹ ơi mẹ ơi. Để từng chiều lại nghe lòng con cao thương nhớ, con gọi thầm mẹ ơi mẹ cho pianist Hoàn và Hoàn Đắc và guitarist Đặng Nguyễn. Xin cảm ơn vị rất nhiều. Và một bài hát phải nói thật rằng khi hát nhà của Phú Quang